Chào mừng quý vị đã đến với Tin Giải Trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Hai ngày sau đám cưới, nữ giảng viên xinh đẹp khoe ảnh vàng giác quanh người. Ngoài ra, Âu Hà My còn tung clip rebuilding siêu chất kể về hành trình yêu với chồng mới cưới. Giữ đúng lời hứa, tối ngày 3 tháng 10, Âu Hà My tung clip rebuilding siêu xịn sò kể về hành trình tình yêu với chồng mới cưới trên trang cá nhân. Đính kèm đó là lời chia sẻ: giờ mới hồi sức được, trải qua một ngày đại lễ đáng nhớ với thật nhiều giọt nước mắt và niềm xúc động. Cảm ơn mọi người đã có mặt chung vui với vợ chồng em và toàn bộ các ekip đã cho em một đám cưới không thể lộng lẫy hơn. Mọi thứ về ngày hôm qua em sẽ giữ bí mật, chia sẻ sau nhé. Có quá nhiều điều và cảm xúc muốn gửi tới hai người đàn ông là bố của con và chồng. Giữ bí mật clip tới phút cuối cùng để chiếu vào ngày đại lễ không chỉ là một video mà còn là một câu chuyện, một sự tình cờ, một thời khắc định mệnh. Người ta gọi là duyên số, đúng người, đúng thời điểm, không sớm một bước, cũng không muộn một bước. Trong ngàn vạn người, tôi sẽ gặp một người thuộc về tôi mãi mãi. Ở diễn biến khác, nữ giảng viên xinh đẹp khiến nhiều người xích so khi chia sẻ hình ảnh đeo vàng triểu cổ và kính tai nhận được trong ngày cưới. Trước đó, một số người bạn của Hà My, Trọng Hưng cũng đã hé lộ về những hình ảnh trong đám cưới siêu hoành tráng của đôi trẻ. Cụ thể, không gian tiệc cưới được bài trí như một lâu đài cổ tích. Ngoài ra, chiếc xe mà Trọng Hưng dùng để rước dâu thuộc dòng xe đắt đỏ Rolls Royce. Chưa hết, để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời, trước đó Hà My, Trọng Hưng còn sang tận Pháp thực hiện bộ ảnh cưới. 10 ngày trước đám cưới, cụ hot boy trường đại học sân khấu điện ảnh cũng không tiếc tay chi tiền mua iPhone 11 tặng vợ. Chỉ với những việc làm này đủ thấy Hà My, Trọng Hưng thực sự đang rất viên mãn với cuộc sống hôn nhân này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.